Mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tiêu hạn giọt tia rất là nghệ thuật. Một cách là sử dụng một chất hóa thuật này. Có thể là sau tâm tư lâm tia ra đi. Thì phải làm như sau này. Nó sẽ đưa với lâm tia vào tay. Nó là chắc. Chắc luôn. Lắm lại cho các bạn xem nha. Thì phát triển này là đưa lâm tia từ ở ngoài vào. Thế này là do là chắc rồi. Không ra. Thấy chưa? Cái khách đang là xót bia được. Cái gì rồi? Sẽ làm lại lần nữa nhé. Đưa là bia vào. Bóng bàn tay. Ok. Chưa? Là bây giờ bảo nè. Là xót bia. Okay. Chúc các bạn thành công. Chia. Yeah.